Ủy ban nhân dân xã Tân Triều có 23 biên chế theo đúng chuẩn. Lĩnh vực văn hóa do hai công chức phụ trách hai phòng chức năng. Một là văn hóa thông tin, hai là văn hóa xã hội. Theo quy định, mỗi tuần hai công chức phụ trách tùy từng mảng họp giao ban với lãnh đạo xã về nội dung triển khai một lần. Tuy nhiên, do tính chất quản lý nhiều đầu việc nên số lần họp đột xuất của công chức văn hóa xã nhiều hơn nhiều. Bình thường những cái cuộc họp đối với xã thì một tháng họp giao ban cơ quan một lần để triển khai nhiệm vụ. Đối với ngành của chúng tôi thì trực tiếp đồng chí phụ trách bên văn xã và kinh tế đô thị, mỗi một tuần chúng tôi họp một lần. Tuy nhiên còn có những cái cuộc họp liên quan đến triển khai công việc, liên quan đến thôn, tổ dân phố. Thì chính vì vậy mà chúng tôi vẫn cứ phải triển khai những cái cuộc họp đấy liên quan. Với hai ngành này thì xã cũng đã bố trí phòng làm việc của hai đồng chí gần nhau để đồng chí phó chủ tịch ban xã phụ trách để giao ban cái nhiệm vụ như là triển khai chỉ đạo nhiệm vụ là kịp thời. Có những cái nhiệm vụ chung thì cũng sẽ giao cho hai đồng chí, có thể là mời hai đồng chí họp để triển khai nhiệm vụ chung. Sau đó đối với đồng chí phụ trách lĩnh vực nào thì sẽ giao nhiệm vụ cụ thể đối với các đồng chí. Đấy là đối với hai đồng chí là mảng văn hóa xã hội. Chị Ánh quản lý toàn bộ mảng văn hóa thông tin của xã Tân Triều, bao gồm văn hóa, văn nghệ, giáo dục thể thao. Đối với từng mảng lại có từng kế hoạch cụ thể theo ngày, theo tuần, tháng, năm. Số lượng cuộc họp mà người phụ nữ này tham gia chắc chắn không ít hơn nhiều so với lãnh đạo xã. Nếu đối với xã Tân Triều mà trung bình họp ý, thì có những ngày 3 cuộc họp. Một phòng họp, một hội trường không đủ, có khi lại phải họp ở phòng riêng của đồng chí lãnh đạo. Chị Ánh không thiết tha với những cuộc họp triền miên, nhưng vì lý do bất khả kháng, chị phải tham dự đủ các cuộc triệu tập của cấp trên theo từng lĩnh vực mình phụ trách. Có lẽ cũng có từng đó cuộc họp được người phụ nữ này triệu tập nhằm phổ biến, triển khai kế hoạch công việc. Khi có những cái việc mà đột xuất thì chúng tôi cũng phải họp lại để thống nhất được cái cách làm. Cái cách làm thứ hai là cái người chỉ huy của cái công việc đấy phải là những người phải hiểu được về cái bản chất sự việc đấy thì chúng ta mới triển khai được. Lý do dẫn đến tình trạng lạm phát các cuộc họp có thể do các công chức phải giải quyết nhiều đầu mục công việc. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa ở đây còn liên quan đến công tác tổ chức sắp xếp bộ máy. Chính sự chồng chéo dẫn đến hiện tượng không rõ người, rõ việc, khiến cho việc triển khai, giải quyết trở nên phức tạp, khiến cho chất lượng các cuộc họp không cao, không mang lại hiệu quả thực chất.